Lisa kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày Chủ nhật 10 tây tháng 2 năm 2019. Chương trình Khoai Dương Trí bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời toàn thể quý vị và các bạn hãy nghe một bài.
Lisa xin tái ngộ cùng toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Trước khi vào chương trình, Lisa cảm ơn một em. Hai chị Lisa, em gửi chị ít quà tặng đến các anh em sạch sạch sạch. Đầu năm mới, chúc cho các anh em đạt nhiều thắng lợi và chúc chị một năm mới an khang và thịnh vượng, mọi sự như ý. Cảm ơn em. Chị đã nhận được một cái money order $300 của em bảo tạ nha. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Em ở tại Springfield, vị trí nhà. Chị cảm ơn em nha. Rất là cảm ơn em. Tặng nhiều cành hoa cho em bảo tạ. Đã gửi ủng hộ cho các chiến sĩ dân quân ở trong quốc nội của chúng ta. Hôm nay thì đã có hai người gia nhập. Người thứ nhất là ở ngoài Hà Nội. Và người thứ nhì là ở trong Sài Gòn. Tặng nhiều cành hoa cho hai chiến sĩ mới, cũng mới gia nhập. Chúng ta sắp tới sẽ có rất là nhiều người sẽ vấn đề là đi vào để mà gia nhập. Tuy nhiên các em phải thật là cẩn thận nha. Khi đã gia nhập rồi thì các em vấn đề là tránh tiếp xúc ở mạng xã hội nhiều. Bởi vì an ninh mạng nó dày đặc, nó sẽ theo dõi. Đã vô rồi thì chỉ có là vấn đề là giữ im lặng vào nghe chị thì được. Đừng có kết bạn, đừng có chat chiếc với ai cả nha. Rồi, chúc các em thành công. Chị ơi, bà quả bất ngờ thăm vườn hoa của vấn đề là kêu bằng là Hoàng Liên Sơn chị ạ. Khu vực bãi bằng giáp ranh giữa hai xã Tả Văn và Lào Chải của huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, thuộc vườn quốc gia Hoàng Liên, đã bị lũ Tàu Cộng hỏi thăm. Bởi vì lũ đản địa khốn nạn đã không chịu cho Tàu Cộng đi vào cái khu vực vườn quốc gia Hoàng Liên này. Cho nên chúng đã tràn qua để mà đốt sạch chị ạ. Nguyên nhân là thằng chó đẻ tội đồ trọng lũ và thằng tay sai phát liền đã xả cửa biên giới để cho Tàu Cộng tràn lan đi qua. Để rồi bây giờ nó đã đốt cái vườn quốc gia Hoàng Liên. Chị ơi, ngày hôm qua 9 tháng 2, 2019, khu vực bãi bằng giáp ranh giữa hai xã Tà Văn và Lao Chải của huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, thuộc địa phận vườn quốc gia Việt Nam Hoàng Liên, đã bị lũ Tàu Cộng đất để mà đốt sạch sẽ chị ạ. À. Bởi vì chúng đã muốn phá di tích lịch sử của Việt Nam mình chị ạ. À. Đây là cái vườn thuộc cấp quốc gia ở Hoàng Liên, giáp ranh với Lào Cai. Thằng Tàu Cộng nó đi qua để mà nó phá sạch những cái di tích Việt Nam như vậy đó. Người dân Việt Nam còn tiếp tục thờ ơ nữa đi. Tiếp tục thờ ơ nữa đi. Ngay sau khi đám cháy được phát hiện, một lực lượng khoảng 120 người, gồm những người ở vườn hoa quốc gia Hoàng Liên này và các tổ bảo vệ rừng và bảo vệ biên giới Việt Nam, lực lượng dân quân và nhân dân địa phương đã lập tức huy động theo phương châm 4 tại chỗ là nhằm khống chế đám cháy. Tuy nhiên đã chậm trễ. Khoảng 2 tiếng đồng hồ đám cháy bắt đầu mới được dập tắt. Ước tính thiệt hại là 3 hecta. Diện tích thiệt hại chủ yếu là cỏ tạp chưa kịp lan tới những vùng rừng lỗi của đất nước vườn quốc gia. Này khốn nạn như vậy nào. Bọn chúng khốn nạn còn nói rằng là những này là kêu bằng là thả gia súc, cho nên nguyên nhân là có thể là cho gia súc đi ra ăn rồi bắt đầu là những này là đốt những cái cỏ rạ để làm cho cháy cái vườn quốc gia Hoàng Liên này, mà chúng không dám nói là thằng Tàu Cộng đốt gì hả. Đâu có ai khùng đến nỗi mà đi đốt cỏ để cho nó cháy mẹ banh tành một cái vườn quốc gia xinh đẹp ở Hoàng Liên đâu chị. Khốn nạn vậy đó. Sau khi Tàu Cộng đốt vườn quốc gia thì Tàu Cộng tiếp tục xuống Bến Tre để mà ba sạch, để mà đốt cháy một cái bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, để mà hầu hết là những cái máy móc mà điều hòa đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Cũng vào ngày 9 tháng 2, lũ Tàu Cộng tàn bạo vô nhân đạo đã bắt đầu là kêu bằng làm cho một trận hỏa hoạn thiêu rụi hầu như toàn bộ hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu của bệnh nhân ở Nguyễn Đình Chiểu ở tại Bến Tre chị ạ. À. Khốn nạn ghê không? Đó.
khốn nạn như vậy đó. Sau khi mà Tàu Cộng đốt cái bệnh viện này, xóa hết tất cả những dấu vết, thì kể như là giám đốc của Bệnh viện Đa Khoa Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre đã nói là Tổng Cộng có 1.300 người, gồm có những thằng đầu bò cán bộ và những thằng ngu ngục lao động. Tính trung bình mỗi ngày, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho gần 2.000 bệnh nhân và tổng cộng 1.300 thằng đầu bò cán bộ viên chức làm việc ở trong bệnh viện này. Trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, có đến khoảng 500 bệnh viện vẫn tiếp tục ở lại điều trị nội trú. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Không hiểu tại sao mà nguyên một cái bệnh viện toàn là công chức nhà nước lại bị thiêu rụi hoàn toàn. Tàu Cộng nó đốt đó. Tụi bay đi qua, tụi bay bú nó đi. Liếc thằng Tàu Cộng đi. Tụi bay qua, tụi bay làm đi. Thằng Tàu Cộng nó đốt đó chứ ai đốt. Không ai đốt được. Trời ơi, chị ơi, khách Malaysia đi du lịch Nha Trang ăn bữa cơm tốt hơn 9 triệu đồng chị ạ. À. Mẹ qua bên Mỹ hay qua bên nước của nó ăn dĩa cơm có 2 đô la nó la làng. Đi qua Việt Nam ăn một cái dĩa cơm 9 triệu đồng. Là để coi giờ là 2 triệu rưỡi 100 đô đi. 5 triệu là 200 đô. Mẹ nó ra bắt đầu là 300 đô. Gần 400 đô dĩa cơm. Mà khoái chi cơm mà có cao lương mỹ vị không nói toàn là đồ độc không. Toàn là heo sình heo thúi nó làm chả lụa. Rồi bắt đầu là nó đem lên nó nấu cơm không nó quất dĩa cơm. Gần 10 triệu đồng. Nhưng mà tại sao kệ nó đi. Chặt đẹp vậy để cho khách nước ngoài nó nhìn thấy Việt Nam nó sợ nó không dám vô nữa chứ không mẹ gì. Theo chị em có lên án mà chị ủng hộ những cái người dân ở Việt Nam phải lên vậy đó, chặt chém vậy đó. Chị làm ngược lại với Đặng Đĩ. Đặng Đĩ nó giả bộ, nó la làng, nó đăng lên báo để cho những người dân Việt Nam ngoan ngoãn cúi đầu. Để mà vấn đề là kêu bằng đó là mẹ nó hạ giá rồi kia, không dám lừa đảo, không dám chặt chém nước ngoài. Để nước ngoài ào ạt vào Việt Nam để mà tô son cho bộ mặt của Đặng Đĩ. Theo chị đó là những người này làm đúng đó. Mai mốt lên gấp hai cho chị. Thay vì tính 9 triệu đó mẹ nó quất mẹ nó 18 triệu đồng Việt Nam luôn đi. Bởi vì các em biết tại sao vậy không? Bởi vì cái tội ngu. Tiền đó là tiền ngu đó. Một cái đất nước cộng sản đẳng đĩ đồ độc không. Tự nhiên ở bên cái đất nước của mày thiên đường không ở. Mày chui qua xã hội chủ nghĩa để mày ăn dĩa cơm. Thì tao quất cho mày mẹ nó ra 18 triệu mẹ nó luôn đi cho rồi. Chứ đừng có chơi 9 triệu nữa. Tất cả những chai nước suối hay là những cái núi bà đen bà đỏ gì ở Việt Nam mà Việt kiều khách Tây đôi kia mà nó đi tới đó, người dân Việt Nam mình cứ việc chặt chém thẳng tay cho chị. Một chai nước suối thì quất mẹ nó lên 2 triệu cho chị. Vậy thôi. Cục xin gom mới đủ mẹ quất mẹ nó lên 10 triệu cho chị. Để coi coi mẹ nó chửi lộn hả, đủ mẹ nó ra nước này là các bạn nó đấm một phát một. Giống như là thằng Tây nào mà đi qua mà cờ cơn nó đấm một phát một mẹ nó ra chúa nhủi ở ngoài, những này là đường Nguyễn Huệ vậy đó. Chị thích mấy cái cảnh đó vô cùng. Quách nó bởi cái tội ngu. Một cái thiên đường xã hội chủ nghĩa mà mẹ nó ra bên được thiên đường hủ lộ vô nhân vất địa ngục, những này là kêu bằng đó là vô môn hủ khách tầm. Thiên đường ở đây mở ra Mỹ Pháp không đi du lịch, đâm đầu về cái địa ngục, đâm đầu về sức cộng sản thì chặt chém thẳng tay cho chị. Taxi cũng vậy nữa, chị ủng hộ mấy người taxi này. Cái gì chứ cái này chị không có lên án. Kể mẹ nó phải làm vậy đó, làm vậy để cho nó đi một lần nó tởn tới già, nó về lại bên Mã Lai hoặc là Việt Kiều mà nó có về lại bên đây nó nằm nó suy nghĩ, nó nói mẹ nó ngu chết mẹ luôn á, về bên bển mẹ nó vừa hửi mùi địch thúi rồi bắt đầu là vừa quất dĩa cơm nó ăn cho mười mấy nghe mà triệu đồng, tính ra dĩa cơm gần 1.000 đô la vậy đó, cho nó bỏ tật nó biết thế nào là lễ đồ, cầm 5.000 về không có cửa đâu, ăn hai dĩa cơm hết mẹ nó rồi cho mày khỏi về. Mà chị rất là vui khi mà những người Việt Nam đã hành động được như thế này. Tặng nhiều cành hoa cho chị, tiếp tục nữa cho chị. Chị làm khác khác ngược với Đặng Đĩ, không có hùa theo nó được. Thằng Đặng Đĩ nó giáo bộ nó đăng lên báo này kia kia nọ, nó chửi bới người ta để mà nó làm cho ta sợ. Nhưng mà chị là chị ủng hộ hết. Chị phải làm ngược lại Đặng Đĩ này. Cho nên từ đây về sau, tất cả những người ở Việt Nam
phải làm như vậy cho chị. Đó, nhiều người ở Việt Nam á, mẹ nó ra bắt đầu là ở Nha Trang á, bán ba cái đồ bikini tắm biển đúng không? Cái nó vô nó rỉ tay, nó trời ơi, lâu lâu mới có một thằng ngố ở ngoài nước ngoài nó vào, mẹ nó ra toàn là đồ có tàu cộng không à. Mà giả bộ nó vô nó hỏi cái bikini như tao hét lên 30 triệu, tao giả bộ tao ghi ra vậy mà nó bà trả tao 30 triệu đó mày. Trời ơi, tao lời quá trời lời. Nó đi rồi, chuyển mà nó không dám vô ghé Việt Nam lần thứ hai nữa. Tại vì bí quá trời, qua Việt Nam du lịch không có mắc đồ tắm, cho nên mẹ vô quất, cái tao quất cho 30 triệu thiệt là một bình thường tao bán cho có 300 ngàn thôi. Nhưng mà qua tao gặp chúng con này tao, tao bán mẹ nó ra những này là cái bằng là mẹ nó ra những này là cái bằng là mẹ 30 triệu liền. Mấy đứa nhỏ nhỏ ở Việt Nam thì nó cũng khôn đó. Nó thấy mà mặt xanh mũi lỏ hoặc là những thằng nào đó mẹ nó báo tin gom lên cho nó hét giá cho mày. Nhất là đi chùa đi chiền được kia nó mà đặt đi lên chảnh quỳ lại mà sát mọt mọt đó lên chảnh đi nó quất cho mà xem. Cái này chị ủng hộ nè, vụ gì chứ vụ này chị ủng hộ đó. Em Vương Duy Bảo, người của cộng đồng người sắc tộc H'mông ở Việt Nam, vừa lên tiếng tố cáo lũ đầu bò cộng sản Hà Giang chiếm cứ toàn nhà Cồ Kính là tài sản còn lại của gia đình của ông tọa lạc tại đây để biến thành cơ sở bảo tàng để thu hút khách du lịch. Giới chức cộng sản Đạt Đĩ cũng như gia đình của ông Vương Duy Bảo đều thừa nhận rằng đó là kho tàng về phương diện kiến trúc từ lịch sử lâu đời. Người sắc tộc H'mông du mục hiếm khi định cư tại một nơi trong thời gian này. Người H'mông hãy mau mau mẹ nó cho ba sạch đốt mẹ nó đi. Nó vô nó chiếm mẹ nó cái làng của người ta, cái nhà của người ta để mà nó cho khách du lịch vô để mà tham quan. Các bạn coi khốn nạn không? Vậy mà những người H'mông này mẹ ăn không được đốt mẹ nó đi. Còn hoặc là người du khách nào vô đó giả bộ mẹ thả rắn độc nó cho cắn chết nó, đồn nó không dám tới nữa. Trời ơi, gặp chị là kể như xong rồi đó. Mẹ này khốn nạn. Nhà của mình sợ cái gì? Gặp chị là chị biết đường đi nước bước để chị rải đinh rải trong được kia. Hoặc là chị đem rắn là chị rải ở trong nhà, thả ở trong nhà. Vừa chạy vô chổng mày nó ngó lên trời ơi này đi hả, mẹ nó rớt đột xuống nó cắn cho mày, mẹ nó ra chạy xúc quần ra ngoài cho bỏ tật mày, nhà của tao mà nhào vô mà lấy mà làm khu du lịch, du lịch cái mà mẹ gì đó. Cho nên chị ủng hộ, các em thấy không? Chị ơi, thằng Đảng Đĩ nó không nói là thằng Tàu Cộng bị cướp 1 tỷ đồng mà nó nói là người Việt Kiều chị ạ. Khốn nạn không? Người trình báo vụ cướp giật nói trên là 48 tuổi là Việt Kiều Hồng Kông Tàu Cộng, hiện công an quận 5 đã được tiếp nhận trình báo. Cũng là cái tội ngu đó, cho nên nó qua Việt Nam móc mẹ nó hết đi. Mấy thằng xì dầu nó đi bày đó, mẹ nó ra móc đi. Thằng nào đi lạng trạng vậy đó móc mẹ nó đi. Móc cái này còn ít đó, gặp chị là lấy luôn, giật mẹ nó luôn, đồ đạc của nó hết mẹ nó cho rồi. Qua đèo Hải Vân, tài xế khóc thét trông thấy sự thật chấn động này. Cháy lớn ở Bình Chánh trực tiếp chị ạ. Ok em. Cháy trụi căn nhà gỗ 5 gian trị giá hàng chục tỷ trong nháy mắt. Cháy lớn tại đường quốc lộ đại lộ Thăng Long chị ạ. Chủ tịch tỉnh đi ăn nhậu đến căn nhà 100 tỷ cháy rụi. 3 vụ cháy liên tiếp trong 2 ngày Tết ở tại Bắc Cạn chị ạ. Rất là nhiều những cái tin tức ba sạch mà cái này chị không tiện đưa lên. Kệ nó đi. Kẻ thù của thằng Tàu. Chị ơi, nước Úc xóa tư cách định cư của thằng tỷ phú Hoàng Hướng Mặt rồi chị ạ. Kệ nó. Trời ơi, Tàu Cộng nó đốt cháy bệnh viện ở Bến Tre chị ơi. Một bài thơ không tựa đề, đọc để chạy nước mắt, em xin tặng cho chị ạ. Tự do như muối, hạnh phúc như đường, khi còn đang ăn đủ miếng ngọt miếng ngon, khó thấy giá trị của hạt đường, hạt muối. Tôi sống ở miền Nam,
Nhìn dòng đời trôi nổi, nở lại tàn, bao nhiêu mùa hoa, hai nền cộng hòa, một cuộc chiến tranh dài đầm máu. Tôi đã dốc lòng chiến đấu, bảo vệ tự do dưới lá cờ nền vàng ba sọc đỏ. Tiếc thay trong đội ngũ, chúng tôi có ít những Ngô Quang Trường, Nguyễn Khoa Nam, mà lại khá nhiều Nguyễn Vĩnh Nghi, Nguyễn Văn Toàn, nên lính mất niềm tin, dân chán nản. Những kẻ có lòng lắc đầu ngao ngán, rồi nước Mỹ đồng minh xưa là bạn, nay trở mặt lọc lừa, quên lời hứa năm xưa, bỏ mặt tiền đồn của thế giới tự do thất thủ. Kẻ thù đưa tôi lưu đài biệt xứ, rồi khui chiên giống trống ăn mừng. Đám trí thức, sinh viên, học sinh xưa trốn vô bưng, mơ một thiên đường trên trái đất. Nay ngồi trên khán đài nhếch mặt, thiên đường đang ở trong tầm tay má hai. Xưa đào hầm nuôi cán bộ, nay hớn hở tụi nó dìa, mình chắc có tương lai. Bà Tám con chết trận Đồng Xoài, hãnh diện lãnh bằng gia đình liệt sĩ. Những nhà văn nhà thơ xưa chốc cuộc chiến tranh phi lý, đâm sau lưng người lính Việt Nam Cộng Hòa, nay chìa bút ra xin viết bài ngợi ca chế độ mới. Đám thanh niên xưa trốn chui trốn nhủi ở hậu phương, xanh mặt khi nghe nhắc tới chiến trường, nay tự nhận đã yêu thầm cách mạng. Những người dân bình thường xưa gặp lính khi ghét khi thương, lúc buồn ngồi chửi đồng, tao chửi cả thằng tòng thóc, xá gì lính trát tụi bay, nay cũng ngập ngừng vỗ tay. Nhưng mắt nhìn quanh lấm lét, họ chưa có câu trả lời dứt khoát, muốn đợi một thời gian sau vài năm cuộc hôn nhân qua tuần trăng mật và đầy nước mắt và những tiếng nấc nghẹn ngào. Đám trí thức vô bưng, bài thơ dài quá chị không có đọc được nha, nhưng mà nói chung là bài thơ này để nói về những người mà theo lũ cộng sản đó. Theo lũ cộng sản là nó như vậy đó, bài thơ này mô tả đúng đó. Liên quan đến tai nạn giao thông, một thằng đầu bò thiếu tá biên phòng bị tạm đình chỉ công tác. Nó làm lấy lệ thôi, hơi sức đau. Trời ơi chị ơi, chỉ trong có mấy ngày Tết mà đã xảy ra hơn 3.500 vụ đánh nhau, làm cho bệnh viện phải tiếp nhận hơn 1.800 ca cấp cứu và đã chết tới 11 người. Cụ thể là đã xảy ra tới hơn 3.500 vụ đánh nhau, thanh toán nhau trong mấy ngày Tết, làm hơn 1.800 ca phải đi nhập viện để cấp cứu, chết 11 người, hơn 1.000 người bị thương. Con số chết và bị thương do đánh nhau trong mấy ngày Tết còn nhiều hơn do chiến tranh, làm các bệnh viện đều chật ních, không còn giường nằm vì tai nạn giao thông và đánh nhau. Nguyên nhân là do say rượu, còn thêm bản tánh côn đồ lưu manh sống dưới thời xã hội chủ nghĩa, bạo động cách mạng, thiếu giáo dục và nhân cách, nên hở ra là đánh nhau rồi gây ra thảm cảnh là 11 người chết, 1.000 người bị thương, 1.800 ca cấp cứu. Vì vậy lúc này người dân phải hạn chế ra đường, không ăn nhậu, không đi tới những chỗ đông người để khỏi bị dính vào các vụ thanh toán đầm máu. Sống trong chế độ của thằng hồ chó đẻ là nó như vậy đó. Chị về Việt Nam năm 2005, chị thấy chị ngạc nhiên vô cùng. Ở bên Mỹ này hai cái xe đụng nhau cái rầm, cái người trong xe người ta chạy ra, người ta còn hỏi thăm có sao không, ta gọi ambulance tới, bởi vì xe người ta có mua bảo hiểm nó thường. Còn ở Việt Nam hai chiếc xe đụng nhau một cái rầm, thằng đàn ông lực lưỡng bắp tay cuồn cuộn, nó chạy xuống nó đấm vô mặt của một người phụ nữ đang ôm một đứa con. Điệt mẹ, mày chạy xe kiểu này đi hả? Mày không biết chạy thì mày đi về nhà đi, chứ mày chạy cái kiểu gì? Các bạn coi khốn nạn không? Thậm chí nó chạy ẩu, nó vi phạm, nó đụng người ta rồi thì nó cũng nhảy xuống nó đá Trương Phi, nó quánh cơ bằng lộn xà bầu. Một cái xã hội đó là cái dân trí nó thấp đó các bạn.
Nhưng mà thằng đảng địa cộng sản nó muốn cho một xã hội phải như vậy. Bởi vì thấp như vậy nó mới đè đầu cởi cổ được. Bởi vì con người mà thấp kém như vậy, chỉ vì cái tôi của mình nó mới dễ để mà nó cai trị, để mà nó chọt đầu này, nó thọt đầu kia, nó làm cho cả một xã hội phải nháo nhào lên. Tất cả xã hội Việt Nam không còn cái đậm đà bản sắc Việt Nam, không còn biết thương ai nữa. Một người đàn bà đến ghen kéo hết cả chị em dòng họ rồi con trai của mình lên nắm đầu một người tình địch, sát muối vô trong lờ rồi cắt đầu, thậm chí muốn cầm dao để đâm vô trong cái mu lờ cho nó phải bị thương tật suốt đời như vậy. Mà bàng quan đàn ông lực lưỡng đi ngang coi như không có chuyện gì, chỉ có cười thôi. Một cái xã hội nó khốn nạn như vậy. Những vụ án mạng nó xảy ra hả, nó lãng xẹt mà ở Việt Nam nó xảy ra. Ở bên Mỹ này đâu có cái vụ mà ghen tương. Cô yêu tôi thì tôi yêu lại cô, anh yêu tôi thì tôi yêu lại anh, còn cảm thấy mình không còn tình còn nghĩa thì mình ra đi, đường ai nấy đi, gặp nhau vẫn là bạn. Lisa làm nail gặp nhiều con Mỹ, nó gặp nhau lại tình cũ của nó vẫn giúp đỡ đàng hoàng, nó vẫn ôm nó hết với nhau đàng hoàng. Đó là một cái xã hội văn minh đó. Còn ở Việt Nam hả, mày chết mẹ mày với tao, mày ở với tao bây giờ mày đi ra ở với thằng khác, mày không chịu ở với tao nữa hả, để tao lén lén tao quay cái lời của mày, tao tung lên trên mạng cho cả thế giới biết nè con ơi. Mày à, mày tao chuẩn bị, tao lấy xăng, tao đợi mày ngủ, tao đổ vô cửa sổ, tao đốt, tao thiêu mày thành con heo quay luôn. Tao ăn không được, tao quậy cho hôi. Bắt đầu tao kêu người phải là, bắt đầu là lấy axit đậm đặc mà tạt vô trong mu lờ của mày, để cho mày quéo lại cho cái thằng kia, thằng khốn nạn kia nó không có thời gian nào mà nó ở với mày được nữa. Đó, ở Việt Nam là những cái tình cảnh, những lời nó xảy ra là như vậy. Nó như vậy đó. Đó là một cái điều sự thật ở tại Việt Nam. Nhỏ nhỏ trôi trôi thôi, vô trong giảng đường nó cũng bắt đầu nắm đầu với nhau, nó đánh đập, nó chứng tỏ là ta đây. Ở trong cái xã hội Việt Nam giống y như trong một cái bầy sở thú. Con nào mạnh là con đó xong, còn con nào yếu yếu ngáp ngáp mới là biết hiền rồi đó, ngồi làm thinh. Mà thấy con nào nó yếu mà nó hiền rồi mấy con kia nó cứ giành ăn, nó cứ đè lên đầu. Giống như nguyên một bầy chó ở trong chuồng nuôi chung, con nào mà giữ mà lực lưỡng là đi ra nó tắp hập hập hập, nó ăn rồi mới nó bự như con voi vậy nè. Còn con chó nào mà nó yếu đuối rồi hả, nó ốm tông ốm teo, nó không dám ăn, mặc dù nó ăn no rồi đó. Nhưng mà con kia mà vừa trở lại cái nó kêu cái là con kia quảng hồn cúi đầu đi qua kia. Mẹ nó ra nó sợ tới mức độ vậy đó. Y ra cho cái xã hội Việt Nam vậy đó. Thấy người nào mà mạnh cái là kể như là nó mập, nó vừa mập mà nó vừa mạnh, mà nó ăn nó tràn mắng họng nó ra mà nó không để cho con kia ăn. Bởi vì dân ngu mà, bởi vì mày sợ thì mày ngồi mày chết đói chết mẹ mày đi, mày đâu dám quách lạc tao đâu. Khốn nạn vậy đó. Hello chị Lisa yêu yêu, em cung cấp cho chị hôm nay những tin tức nóng sau đây. Tin nóng nhất hôm nay là lũ Tàu Cộng đã huy động tới 100 chiến hạm đã xuống tận Trường Sa để gây áp lực lên Philippines và dằn mặt thằng con quan đảng để Việt Cộng. Cụ thể là Tàu Cộng đã điều động tới 100 chiếc chiến hạm, có cả khu trục hạm, tuần dương hạm và hộ tống hạm cùng với trực thăng đã đi ào ạt vào Trường Sa, lãnh thổ của Đảng Việt Nam. Vậy mà đảng để vẫn im ru, sợ tới nỗi té đáy ở trong quần. Tại sao Tàu Cộng lại đưa vào? Bởi vì Tàu Cộng nhận được một tin tình báo là Philippines muốn xây đảo, cho nên Tàu Cộng nổi điên đã đem ào ạt tới để bao vây đảo thị tứ của Philippines nhằm ngăn chặn Philippines xây dựng cầu cảng quân sự ở trên đảo này. Nguyên nhân là do Philippines đang cho xây một cái cầu cảng quân sự trên đảo Thị Tứ để mở đường cho tàu hàng. Chiến hạm có thể cập bến lên đảo nhằm bốc dỡ hàng hóa
vật liệu, vũ khí để xây căn cứ ở trên đảo. Chuẩn bị đưa Mỹ nhảy vô nên làm cho Tàu Cộng hoảng sợ và tức giận tới điên máu sôi gan. Nên Tàu Cộng sợ Mỹ sẽ nhảy vào sợ Phi tăng cường quân sự thì sẽ giành quyền kiểm soát Biển Đông với Tàu Cộng và chặn đứng con đường tơ lụa. Cho nên mới lập tức huy động 100 chiến hạm có trang bị vũ khí vô thẳng trong Trường Sa, bao vây cả đảo Thị Tứ suốt cả tuần lễ nay mà báo chí của đảng địa không dám đăng tin. Khi Tàu Cộng ào ạt đem vào, kể như nội bất xuất, ngoại bất nhập, đi theo 100 chiến hạm, còn có thêm tàu ngầm, trực thăng, máy bay tiêm kích đã tháp tùng để mà hộ tống. Cho nên đây là lần quy động lực lượng lớn nhất của Tàu Cộng từ sau vụ giàn khoan HD981 năm 2014. Chiến hạm của Tàu Cộng chỉ cách đảo Thị Tứ của Philippines có 7 hải lý, là cỡ 14 cây số mà thôi. Cho nên cả hòn đảo này hoàn toàn nằm trong tầm bắn của đài pháo của quả tiễn Tàu Cộng đem vào. Mục đích của Tàu Cộng là gây áp lực để ép Philippines phải ngưng dự án, ngưng xây dựng cầu cảng để cho Phi khỏi vận chuyển vật liệu ra đảo để nhằm xây căn cứ quân sự được. Và cuối cùng là để chuẩn bị phát động chiến tranh đến bất ngờ để chiếm những cái đảo Thị Tứ này. Vì vậy nên Tàu Cộng mới kéo cả khu trục hàm và tuần dương hàm với cả 100 trái quả tiễn sẵn sàng khai hòa để mà khi có lệnh. Ngoài ra, Tàu Cộng còn cho dồn thêm thủy quân lục chiến, chiến hạm, máy bay vô đảo Subi ở kế bên để chuẩn bị lực lượng cho chiến tranh để mà chiếm đảo lần này. Bởi Trường Sa bây giờ Tàu Cộng ra vào như chỗ không người. Philippines đang hoang mang bởi vì không hiểu tại sao mà đảng để Việt Cộng lại im lặng để cho Tàu Cộng bắt đầu là đem cả một bộ binh đi ào ạt vào Trường Sa một cách bất ngờ như vậy. Tình hình lúc này vô cùng căng thẳng bởi vì Hải quân Tàu Cộng quyết tâm ngăn chặn Philippines tới cùng, thậm chí là sẵn sàng kích động chiến tranh để chiếm luôn đảo Thị Tứ. Mỹ hoàn toàn làm lơ, không hề lên tiếng suốt cả tuần lễ này. Cho nên lũ Tàu Cộng càng lên tinh thần, càng làm tới để mà uy hiếp nước nhỏ là Philippines. Đảng để Việt Cộng thì cất đái té mẹ ở trong quần, không dám lên tiếng. Lúc này đã hết tết nên Tàu Cộng không còn bị kẹt gì nữa mà có thể xua thêm quân xuống đảo Trường Sa để mà uy hiếp Philippines, kích động chiến tranh để chiếm luôn đảo Thị Tứ. Cho nên càng đẩy tình hình thêm nguy hiểm cao cấp, sắp bùng nổ chiến tranh bất cứ lúc nào. Philippines hoàn toàn bất lực, không làm gì nổi Tàu Cộng vì không đủ sức, không có chiến hạm, không có máy bay để đánh lại một lũ quân nguyên của Tàu Cộng. Và quan trọng nhất là cũng không dám kích động chiến tranh chống Tàu. Cho nên đảo Thị Tứ đã bị hoàn toàn bao vây, cô lập suốt hơn cả tuần lễ nay mà không có tiếp tế, càng không có quân tiếp viện, sắp bị thất thủ tới nơi. Ngoài việc uy hiếp Philippines, Tàu Cộng còn dần mặt luôn thằng đảng để Việt Cộng vì các đảo của Việt Cộng cũng nằm sát bên đảo Thị Tứ của Philippines. Cho nên Tàu Cộng có thể uy hiếp cả Việt Cộng lẫn Philippines, sát kê kinh hầu, giết gà do khỉ cùng một lượt, có thể chiếm luôn đảo của đảng để Việt Cộng phen này cũng không chừng. Bởi Tàu Cộng đã hung hăng đi vào đảo Trường Sa đem vũ khí để ngăn chặn Philippines xây đảo Thị Tứ, mà Việt Cộng thì im re không dám một lời. Tàu Cộng có thể xua quân chiếm đảo Thị Tứ rồi sẽ thừa thắng xông lên
chiếm hết đảo của đặng đế Việt Cộng ở ngoài Trường Sa, hoặc cũng có thể chơi chiêu Dương Đông kích Tây, làm bộ bao vây cái đảo Thị Tứ, nhưng mà bất ngờ sẽ đánh thẳng vào đảo Trường Sa của đặng đế Việt Cộng để chiếm luôn đảo Trường Sa cũng không chừng. Bàn cờ chánh trì Dương Đông kích Tây lúc nào cũng là ngoạn mục, cho nên tình hình lúc này vô cùng nguy hiểm, có thể bùng nổ chiến tranh bất cứ lúc nào. Phía Việt Cộng thì vẫn đinh ninh là Tào Cộng sẽ hù dọa thôi, chứ không dám đánh chiếm đảo Thị Tứ của Philippines bởi vì sợ Mỹ, nên không hề đề phòng gì cả, mà vẫn cho nhậu nhẹt, đánh bài, ăn chơi, xả lát mấy ngày Tết cho những bộ đội ở trên đảo Trường Sa, để mặc cho Tàu Cộng đem chiến hạm hóng hách vào ra Trường Sa như chỗ không người. Nên đợt này mà Tàu Cộng cho đến bất ngờ tung hết sức mạnh hải quân ra, đưa hàng không mẫu hạm vào Trường Sa, thì coi như là bộ đội của lũ đặc đế Việt Cộng y như chuột ở trong rọ sẽ bị chết sạch sẽ, không còn thằng nào sống sót, bởi vì không hề chuẩn bị gì cả. Trong khi Tàu Cầm đã điều động đầy đủ vũ khí hiện đại ra đảo Trường Sa, chỉ còn thiếu hàng không mẫu hạm là đủ hết tất cả những vũ khí mạnh nhất ở trên biển đang có. Mỹ hoàn toàn im lặng suốt mấy ngày nay, không hề lên tiếng, cũng không đưa quân vào để giúp nước nhỏ Philippines, nên đây là cơ hội lớn cho Tàu Cầm chiếm đảo, bành trướng ra thêm ở Biển Đông, lồi bò bớt kẻ thù. Lúc này người dân phải lập tức đề cao cảnh giác, bởi sắp có chiến tranh xảy ra. Sau Tết, hàng hóa đang bay lên vùng vụt, cho nên dân tình phải rút hết tiền trong ngân hàng ra, rút hết vốn khỏi bất động sản, rút đầu tư kinh doanh, bán sạch sẽ cổ phiếu, trái phiếu để dồn tiền mua vàng và đô la để mà dự trữ cho những cuộc chiến tranh ác liệt xảy ra. Đảo của mình đó, mà bây giờ Tàu Cộng nó đi vô như vậy đó, các bạn thấy khốn nạn không? Đảo của mình đó, đảo Trường Sa của ông cha ta đó, mà bây giờ đó Tàu Cộng nó đi vào hung hăng như vậy đó. Cái lũ mà trước đây là quân đội mà mang tiếng là quân đội nhân dân đó, không biết tụi bay biết nhục không? Tụi bay là quân gì tao không hiểu nữa, chắc quân đờ, quân đéo. Giữa lúc Tàu Cộng hăm he đập cả đảng đế Việt Cộng lần Philippines, thì xứ Nga lại bắt đầu xảy ra nội loạn, bởi vì Putin đã cho cách chức một lượt tới chính thằng tướng ở trong quân đội, cụ thể là thằng gấu Putin bất ngờ ký lệnh cách chức cả chính thằng tướng quan trọng ở trong quân đội cùng một lúc vì tội tham gia đảo chánh Putin, muốn lật đổ Putin và rỉ tai cho Putin là độc tài. Cho nên tình báo mà bắt đầu của Putin đã nắm được bằng chứng, và Putin đương nhiên đã cách chức chính thằng tướng ở trong quân đội. Trong chính thằng này thì có tới hai thằng mang lon là thượng tướng, nắm giữ cả một quân khu, còn lại là trung tướng, thiếu tướng, nắm các vị trí cao cấp ở trong quân đội của Nga, chứ không có thằng nào chức vụ đại tá cả. Vì vậy nên đợt cách chức lần này đã gây chấn động nước Nga, làm lung lay cả bộ máy quân đội của Nga. Nguyên nhân vẫn là do kinh tế suy yếu, nguyên nhân dân Nga đã bất mãn, cho nên phe quân đội mới lầm lè để mà đào chánh Putin như ở bên Romani từng làm, để đưa người khác lên thay nhằm cứu vãn tình hình. Nhưng chưa kịp đào chánh, mới hội họp thôi là đã bị tình báo KGB của Putin bắt sạch sẽ hết, cách chức hết cả chính thằng trong quân đội.
chuẩn bị cho thanh trừng để mà giết gà dọa khỉ. Vì vậy, xứ Nghe đang rơi vô nỗi loạn, sắp thành đại loạn, bởi vì phe quân đội ngày càng bất mãn với Putin. Dân Nga cũng không còn nghe lời Putin nữa, nên Nga tự lo thân còn chưa xong, sắp sụp đổ tới nơi thì không còn hơi sức nào để lo chuyện bên đảng đĩ Việt Cộng nữa, càng không thể chống lũ Tàu Cộng để giúp Việt Cộng trong lúc này. Cho nên Tàu Cộng đã nhận được lệnh, cho nên đập Việt Cộng thì Nga cũng sẽ làm lơ, im lặng cho Tàu đập, chứ không can thiệp để giúp Việt Cộng đảng đĩ. Tàu Cộng thấy Nga suy yếu về kinh tế, cho nên nội loạn thì sẽ càng lên tinh thần, càng làm tới để lợi dụng cơ hội ngàn vàng này. Đây là cơ hội tốt cho Tàu Cộng xua quân để chiếm đảo, chiếm hết luôn đảo Trường Sa, bởi vì Nga Mỹ đều không thể can thiệp, không làm gì được. Tình hình lúc này vô cùng nguy hiểm, bởi vì cả Nga và Mỹ đều buông tay Biển Đông, trong khi Tàu Cộng thì đã huy động hơn 100 chiến hạm xuống tận Trường Sa và đang huy động thêm nhiều chiến hạm xuống nữa, thì khả năng bùng nổ chiến tranh là rất cao. Lúc này người dân phải cẩn thận, đừng đưa con em của mình để mà đi vào tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự, để mà đi ra làm con chốt thí cho cuộc chiến ở ngoài Biển Đông, mà phải mau mau rút sạch tiền vàng để chuẩn bị cho con em của mình đi lãnh nạn ở bên Malaysia, Indo, Singapore hoặc là Thái Lan. Trong lúc tình hình Biển Đông đang nóng hổi, sắp bùng nổ chiến tranh cận kề, thì Ấn Độ lại lâm le đã bắt đầu đưa quân vô biên giới để giành đất với Tàu Cộng, nên càng châm thêm dầu vào lửa. Cụ thể là Thủ tướng Ấn Độ đã bất ngờ đi thị sát biên giới để tới thăm vùng đất dọc biên giới đang tranh chấp với Tàu Cộng, làm cho Tàu Cộng tức điên máu và như ngồi trên đống lửa. Bởi vì ông Thủ tướng đi thị sát thì luôn có quân lính đi theo bảo vệ, cho nên thành ra là lính Ấn Độ đã thừa cơ hội này để tiến sát biên giới, đem cả xe tăng, đại pháo, máy bay vào, nên gây áp lực vô cùng lớn lên Tàu Cộng, càng chọc cho Tàu Cộng tức điên lên. Nguyên nhân là Ấn Độ ham mê chiếm đất dọc biên giới với Tàu Cộng, cho nên mới đưa ông Thủ tướng đi thị sát biên giới để lấy cớ kéo quân vào. Bề ngoài là thị sát, nhưng bên trong là âm thầm điều động cả mấy sư đoàn tới sát biên giới, lấy cớ là bảo vệ an ninh cho Thủ tướng Ấn Độ. Cho nên hiện tại Tàu Cộng phải lo tới hai mặt trận. Một mặt ở phía Tây là phải điều động quân đội tới biên giới để canh chừng Ấn Độ, một mặt phía Đông là phải huy động hải quân xuống Trường Sa để canh chừng Việt Cộng và bao vây đảo Thị Tứ của Philippines. Tình hình vô cùng căng thẳng, bởi vì Tàu Cộng bị Philippines, Ấn Độ chọc dần thì có thể dần cá chém thớt cho kích chiến tranh bùng nổ ở Biển Đông và đập luôn thằng Việt Cộng để xả siêu stress. Cho nên Việt Cộng đã biết thấy cờ này, cho nên im mồm không dám hỏa hẹ. Tàu Cộng đưa ào ạt vũ khí đi ngang qua Trường Sa, lãnh địa lãnh hải của Việt Nam, mà Việt Cộng đang đi im thằng phát, không dám lên tiếng. Bởi vì thấy Tàu Cộng đang nổi điên, cho nên Tàu Cộng muốn gỡ gạt thế diệt, kết động tinh thần dân tộc, đoàn kết trong ngoài xâm. Cho nên Tàu Cộng có thể lợi dụng cơ hội này để đánh chiếm đảo Thị Tứ, đánh chiếm luôn Trường Sa, để làm cho Ấn Độ hoảng sợ, không dám leo thang chiến tranh biên giới. Vì Biển Đông là đường vận tài chủ lực của Ấn Độ, mà giờ Tàu Cộng kích chiến tranh để phong tỏa Biển Đông thì Ấn Độ hết con đường vận tải hàng hóa đi Mỹ, đi Nhật, đi Úc, đi Hàn được nữa, thì bắt buộc phải rút quân ở biên giới về nhằm xoa dịu Tàu Cộng, còn không là sập kinh tế, là rơi vào chiến tranh với Tàu Cộng và Pakistan.
Đây là kế vây ngụy cứu triệu của Tào cầm đất Trường Sa để giải tỏa áp lực biên giới, làm cho Ấn Độ phải rút quân ở biên giới về. Sắp tới thì Tào cầm có thể giật dây cho thằng Pakistan điều động tới sát biên giới Ấn Độ để gây áp lực buộc Ấn Độ phải rút quân từ biên giới Tào cầm về để lo canh chừng Pakistan. Thế cờ tại Á Châu đang vô cùng nóng hổi và cực kỳ căng thẳng, trên bờ vực bùng phát chiến tranh khu vực và có thể là chiến tranh thế giới lần thứ ba xảy ra cũng không chừng. Thời gian không cho phép. Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khoai Dân Trí vào ngày mai. Thân ái, chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.